học sinh đến với bài giảng sinh học 8. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài 3 về tế bào. Ở bài này các em sẽ tìm hiểu các nội dung chính sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của tế bào. Về thành phần hóa học của tế bào thì chương trình mới có giảm tải phần này, thì các em có thể tự đọc, tự tìm hiểu ha. Phần 3, các em sẽ được tìm hiểu hoạt động sống của tế bào. Chúng ta đi tìm hiểu phần 1, cấu tạo và chức năng của tế bào. Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu về cấu tạo của tế bào. Bây giờ các em quan sát cho cô hình 3.1 trong sách giáo khoa. Đây là cấu tạo của một tế bào điển hình. Vậy thì khi các em quan sát hình, các em hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình gồm có những bộ phận nào. Một cấu tạo của một tế bào thì các em thấy gồm có các thành phần chính như sau. Thứ nhất, đó là màng sinh chất nằm ở ngoài cùng. Đây các em nhìn thấy, đây được gọi là màng sinh chất ha. Và thứ hai, đó là chất tế bào. Cái này là được gọi là chất tế bào. Thì trong chất tế bào gồm có các bào quan như là ti thể, lưới nội chất, bộ máy Golgi, ribosome là trung trung thể. Và ở trong cùng đây là nhân. Và nhân thì gồm có nhiễm sắc thể và nhân con. Thì nhiễm sắc thể nó là gì thì các em sẽ được tìm hiểu rõ cụ thể ở trong chương trình sinh học lớp 9. Như vậy các em đã nắm được cấu tạo của một tế bào là gồm có 3 thành phần chính. Về chức năng của tế bào là gì? Chúng ta tìm hiểu tiếp. Đây các em rút ra được kết luận về cấu tạo của tế bào là gồm có 3 thành phần như là màng tế bào hay còn gọi là màng sinh chất, rồi chất tế bào như ti thể, lưới nội chất, ribosome, bộ máy Golgi, trung thể, và thứ ba là nhân con và nhiễm sắc thể. Bây giờ cô giới thiệu cho các em một số loại tế bào, tuy có hình dạng khác nhau nhưng về cấu tạo thì nó cũng có những cái thành phần chính như cô vừa trình bày. Ví dụ như tế bào phổi, đây là hình về tế bào phổi. Đây là tế bào não hay gọi là tế bào thần kinh. Rồi tế bào trứng hay là tế bào tinh tinh trùng. Mà các em nhìn thấy ha, về cấu tạo hình dạng. Rồi tế bào cơ, tế bào xương. Thì tế bào nào các em cũng thấy nhìn thấy nhân hay là có những cái thành phần giống như là một cái cấu tạo tế bào mà cô vừa trình bày ở trên. Vậy thì chức năng của tế bào là gì? Trước hết các em sẽ quan sát về màng sinh chất, có chức năng gì? Thì màng sinh chất có chức năng, nó nằm ở ngoài cùng nên có chức năng quan trọng, nó là được bảo vệ tế bào. Và ngoài ra thì giúp cho tế bào có sự trao đổi chất, giống như các em nhìn thấy ha. Đây là cái màng sinh chất, nó có những cái lỗ màng, màng sinh chất có những cái lỗ màng. Thì các chất này khi được vào thì qua cái lỗ màng này được vào bên trong tế bào để thực hiện quá trình trao đổi chất, và những cái chất không cần thiết nó cũng được thải ra qua cái lỗ lỗ màng này. Đó là chức năng của màng sinh sinh chất. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về chất tế bào gồm có các bào quan, thì nó có chức năng gì? Tìm hiểu về chức năng của ribosome cũng như lưới nội nội chất. Vì các em nhìn trên màn hình, các em thấy đây là cái lưới nội chất và các hạt ribosome. Các em quan sát thật kỹ, chúng ta sẽ thấy cái lưới nội chất này có chức năng đó là tổng hợp và vận chuyển các chất. Còn ribosome đây là nơi để tổng hợp nên protein. Thì cái phần này để hiểu cụ thể thì chương trình lớp 9 cũng sẽ phân tích sâu về vấn đề này. Chúng ta sẽ hiểu được sâu hơn về chức năng tổng hợp nên protein của ribosome là như thế nào. Tiếp theo các em sẽ tìm hiểu chức năng của ti thể. Đây các em nhìn hình ảnh ti thể, về cấu tạo của cái ti thể. Và ti thể này có chức năng đó là gì? Đó là tham gia vào hoạt động hô hấp, giải phóng năng lượng. Còn chức năng của trung thể là trung thể này nó là tham gia vào quá trình phân chia tế bào. Cụ thể đến lớp 9 các em sẽ được học ở chương 2 ha. Rồi cái bộ máy Golgi,
Bộ máy Golgi này có chức năng đó là thu nhận, hoàn thiện và phân phối sản phẩm. Thu nhận, hoàn thiện và phân phối sản phẩm. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu được chức năng của màng sinh chất cũng như là chất tế bào. Vậy thì nhân có chức năng gì? Nhân nó gồm có nhiễm sắc thể và nhân con. Chức năng chính của nhân đó là điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Và nhiễm sắc thể thì có chức năng gì? Đây cô, chúng ta sẽ tổng hợp lại ở trong cái bảng 3.1 về chức năng của từng thành phần. Như là màng sinh chất là giúp tế bào thực hiện trao đổi chất. Chất tế bào gồm các bào quan như lưới nội chất là tổng hợp và vận chuyển các chất. Ribosome là nơi tổng hợp protein. Ti thể là tham gia hoạt động hô hấp, giải phóng năng lượng. Bộ máy Golgi là thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm. Còn trung thể là tham gia quá trình phân chia tế bào. Và nhân, như cô lúc nãy vừa nói, nhân này là nó gồm có nhiễm sắc thể và nhân con. Vậy thì nhân nó có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó là nó điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Trong đó, nhiễm sắc thể nó là cấu trúc quy định sự hình thành protein, có vai trò quyết định trong cái việc duy trì. Rồi đến nhân con là nơi để tổng hợp ARN ribosome. Nhân con thì cái này các bạn là kiến thức này sẽ được hiểu rõ sâu hơn trong cái chương trình sinh chính về nhiễm sắc thể, vai trò của nhân ha. Như vậy chúng ta chốt lại kiến thức cấu tạo và chức năng của tế bào. Các em ghi nội dung kiến thức vào vở nhé. Thứ nhất, cấu tạo tế bào gồm có màng sinh chất, chức năng đó là giúp tế bào trao đổi chất. Rồi chất tế bào gồm có cấu tạo gồm có ti thể, lưới nội chất, ribosome, bộ máy Golgi, trung thể, vân vân. Là chức năng đó là thực hiện các hoạt động sống của tế bào. Nhân thì gồm có nhiễm sắc thể và nhân con giúp điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Các em ghi kiến thức vào vở. Rồi, chúng ta tìm hiểu tiếp hoạt động sống của tế bào ha. Đây trong sách giáo khoa thì đó là phần 4 la mã, phần 3 la mã các em tự đọc thêm nhé. Bây giờ các em quan sát cái sơ đồ hình 3.2. Đây là sơ đồ mối quan hệ giữa chức năng và của tế bào với cơ thể và môi trường. Vậy quan sát thật kỹ hình 3.2, em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể là gì. Đây là tế bào thực hiện các hoạt động. Các nhân năng cơ thể và môi trường ngoài là bên ngoài. Nhìn vào sơ đồ thì các em cũng biết được chức năng của tế bào đó là thực hiện gì các em? Chức năng của tế bào là thực hiện việc trao đổi đổi chất. Thì thực hiện được trao đổi chất này là nhờ cái môi trường bên ngoài cung cấp, đó là nước, muối khoáng, oxy, hợp chất hữu cơ thì mới giúp được cái tế bào, cơ thể con người mới trao đổi chất. Và nhờ cái việc trao đổi chất này thì cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động, cho cơ thể hoạt động. Và các em thấy việc trao đổi chất này nó cũng đồng thời thải ra khác khi các bonit và cái những cái chất bài tiết ra môi trường bên ngoài. Khi mà tế bào diễn ra sự trao đổi chất thì các em thấy là nó lớn lên, tế bào nó sẽ lớn lên đến một lúc nó sẽ được phân chia, và hoạt động này giúp cho cơ thể lớn lên. Và khi cơ thể lớn lên tới giai đoạn trưởng thành, cơ thể có thể sẽ tham gia vào cái hoạt động sinh sinh sản. Ngoài ra, sự cảm ứng của tế bào trước kích thích của môi trường bên ngoài thì tế bào có sự cảm ứng. Thì cái sự cảm ứng của tế bào này là cơ sở cho sự phản ứng của cơ thể, phản ứng của cơ thể với kích thích bên ngoài. Như vậy, mọi hoạt động sống của cơ thể, mọi hoạt động sống của cơ thể là cái sự tổng hợp của các hoạt động sống của tế bào. Hay nói đúng hơn, tế bào là đơn vị cấu tạo, cũng là đơn vị chức năng của cơ thể. Như vậy, trong sách giáo khoa có câu hỏi, hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể. Thì chúng ta chứng minh từ quả sơ đồ này. Tế bào là đơn vị chức năng,
thì chúng ta cũng chứng minh được là tế bào nhờ cái môi trường bên ngoài tác động, tức là cung cấp nước, oxy, chất hữu cơ đúng không, thì giúp tế bào trao đổi chất thì nó mới cung cấp cho cơ thể năng lượng để cơ thể hoạt động, đồng thời thải ra cái chất bên ngoài. Và khi tế bào lớn lên phân chia thì cơ thể mình mới lớn lên được, và đến một lúc nào đó thì cơ thể sinh sản. Rồi cái sự kích thích bên ngoài làm tế bào có sự cảm ứng, thì đây là cái cơ sở cho sự phản ứng và kích thích của cơ thể. Do đó chúng ta kết luận được gì? Mọi hoạt động sống của cơ thể là tổng hợp các hoạt động sống của tế tế bào, hoặc tế bào là đơn vị cấu tạo cũng là đơn vị chức chức năng của cơ thể. Như vậy các em đã hiểu được cái hoạt động sống của tế bào như thế nào. Chúng ta chốt lại kiến thức ha. Chúng ta chốt bốn ý chính, cái MV và vỡ. Hoạt động sống của tế bào là gồm có bốn hoạt động chính. Thứ nhất là trao đổi chất, hai lớn lên, phân chia và cảm ứng. Các em ghi và vỡ nhé. Rồi, cô có một bài tập, các em làm bài tập củng cố. Đây là hãy sắp xếp những cái chữ 1, 2, 3, 4, 5 với các chữ A, B, C, tức là sao cho tương ứng đúng với chức năng và từng của từng bào quang. Ví dụ thứ nhất về chức năng nơi tổng hợp protein, thì nơi tổng hợp protein là nơi nào các em, bào quang nào? Đáp án đó là ribosome. Thứ hai, chức năng vận chuyển các chất trong tế bào, đó là bào quang, lưới nội, nội chất. Rồi tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng thì đó là ty thể. Còn có chức năng cấu trúc quy định sự hình thành protein. Cấu trúc quy định sự hình thành protein, cái này các bạn cũng đã lúc nãy có tìm hiểu rồi, đó chính là nhiễm sắc thể. Rồi chức năng cuối cùng là bào quang nào, là thu nhận, tích trữ, phân phối sản phẩm trong hoạt động sống của tế bào, đó là bộ máy Golgi. Như vậy là các em đã nắm được kia, đã hiểu được cái kiến thức cơ bản trọng tâm của bài học hôm nay. Có câu số 2, trang 13 thì lúc nãy cô có hướng dẫn dựa vào cái hình 3.2, chúng ta có thể trả lời câu này. Vậy là các em đã hiểu được trọng tâm kiến thức của bài số 3. Các em nhớ viết bài 3 vào vở nhé và học bài 1, 2, 3. Cô chào tạm biệt tất cả các em. Hẹn gặp lại bài tiếp theo.